Người nghèo cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Người nghèo cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Khi yêu thương, thông cảm và giúp đỡ người nghèo, chúng ta thấy đời mình có ý nghĩa. Chúng ta nếm được sự vui vẻ thanh cao, chúng ta hưởng được sự bình an quý giá. Mẹ Teresa, người đã được trao tặng giải Nobel Hòa bình năm 1979, đưa ra nhận xét đầy kinh nghiệm sau đây. Người nghèo không cần chúng ta thương hại, họ cần tình yêu và thông cảm. Họ cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cho họ. Trong thời gian khó khăn của Ấn Độ, chúng tôi yêu cầu một số người tình nguyện từ khắp nơi đến giúp. Nhiều ngàn người đã đến và khi họ ra về, nhận xét chung của họ là họ đã đem về nhiều hơn là đem cho. Có một lần ở Calcutta, chúng tôi nhặt được 5 người đang chết. Trong đó có một người phụ nữ bệnh quá nặng. Tôi muốn ngồi với bà trong giờ phút cuối cùng. Tôi đặt tay tôi lên tay của bà. Bệnh nhân tỉnh ra, nhìn tôi, không than đói, không than khát, chỉ miệng cười và nói cảm ơn trước khi nhắm mắt lại từ giã cuộc đời. Thank you.